Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin an ninh trật tự của kênh tin tức Việt. Sau đây mời quý vị cùng điểm qua những nội dung chính. Hỏa tốc, người dân Hà Nội ra đường chỉ cần hai loại giấy tờ. Phát hiện đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Chạy xe từ quận 4 sang quận 1, người phụ nữ 30 bị phạt 2,6 triệu đồng. Bị đề xuất phạt 7,5 triệu đồng vì qua nhà hàng xóm nói chuyện, Người đi đường ở Hà Nội từ sáng nay mùng 10 tháng 8 chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân và kèm theo giấy đi đường thay vì phải xuất trình ít nhất 4 loại giấy tờ như trước. Sáng nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát đi văn bản hòa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tại Công văn số 2562 UBNDKT ngày mùng 7 tháng 8 năm 2021 về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội hà nội cho biết sau khi ban hành một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu dẫn đến còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên cơ sở thực tiễn triển khai tại các địa bàn và tiếp thu ý kiến phản hồi từ người dân, cộng đồng doanh nghiệp và phản ánh của các cơ quan truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố làm rõ và yêu cầu thực hiện việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo công điện số 18 CD UBND ngày 6 tháng 8 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố như sau. Người đi đường xuất trình giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu kèm theo giấy đi đường, Mẫu giấy đi đường đã được ban hành theo công văn số 2434 UBNDKT ngày 29 tháng 7 Đối với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trung ương trên địa bàn thành phố, cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội thuộc thành phố, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng chống dịch như đã nêu tại mục 2 và mục 3 công văn số 2562 UBND-KT ngày 7 tháng 8 năm 2021 đối với các tập đoàn, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trên địa bàn thành phố đã nêu tại mục 5 của công văn số 2562 UBNDKT ngày 7 tháng 8 năm 2021. Thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường cho người lao động và chịu trách nhiệm đảm bảo các yêu cầu quy định về phòng chống dịch để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách đối với các đơn vị trên địa bàn và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị cần lưu thông trên đường kèm theo phương án sản xuất kinh doanh đảm bảo các yêu cầu và quy định về phòng chống dịch và gửi đến ủy ban nhân dân cấp phường xã để được xác nhận người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ này việc xác nhận của ủy ban nhân dân cấp phường xã cần được thực hiện nhanh chóng thuận tiện theo hình thức trực tuyến thư điện tử hoặc qua đường bưu điện đảm bảo không tập trung đông người tại trụ sở đối với các trường hợp doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động cần bố trí nhiều lao động đến làm việc Ủy ban nhân dân cấp phường xã chủ động phối hợp cử cán bộ xuống làm việc trực tiếp với đơn vị tại địa điểm để thống nhất phương án sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh và xác nhận danh sách người lao động cần lưu thông trên đường làm cơ sở để thủ trưởng, người đứng đầu đơn vị cấp giấy đi đường cho người lao động. Các lực lượng các chốt kiểm soát thực hiện nhiệm vụ tăng cường kiểm tra, giám sát và liên thông thông tin để phát hiện nhắc nhở, kiến nghị xử lý các đơn vị cấp giấy đi đường không đúng đối tượng, không đúng mục đích trong thời gian giãn cách yêu cầu các lực lượng thực hiện tốt, linh hoạt, tránh ùn tắc, mất an toàn trong phòng chống dịch và trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức cá nhân. Yêu cầu ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, cấp phường xã không được quy định phát sinh thêm các thủ tục giấy tờ gây khó khăn cho tổ chức cá nhân. Trong quá trình tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát và hậu kiểm, trường hợp có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cho ủy ban nhân dân thành phố để xem xét chỉ đạo giải quyết. Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết cơ quan này đang triệt phá đường dây làm giả phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 bán cho tài xế đi qua các chốt kiểm dịch. Theo công an tỉnh Bắc Ninh thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã thành lập chốt kiểm dịch tại các cửa ngõ ra vào tỉnh, kiểm tra giấy tờ thông hành và phiếu xét nghiệm đối với những trường hợp đi qua chốt. Từ thực trạng trên, một số đối tượng đã làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để sử dụng và bán thu lợi bất chính. Trước tình hình trên, giám đốc công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo phòng cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các đơn vị địa phương nhanh chóng xác minh, điều tra làm rõ đường dây này. Đến ngày 8 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệt phá đường dây làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2. Công an tỉnh Bắc Ninh đang đấu tranh đối với 9 đối tượng về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Cầm đầu đường dây là Phan Đình Hải, 25 tuổi, ở xã Ngọc Xá, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Hải là lái xe tải chở hàng đi các tỉnh và cần có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 để đi qua các chốt kiểm dịch. Do đó Hải nghĩ ra cách làm giả phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của công ty cổ phần bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ ở phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh. Với thủ đoạn này, Hải đã sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 giả để qua các chốt kiểm soát dịch và bán cho nhiều người, trong đó có Nguyễn Bá Tú, 34 tuổi, ở xã Mộ Đạo, huyện Quế Võ, với giá 180.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và 500.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR, thu lời bất chính khoảng 20 triệu đồng. Sau đó, Tú tiếp tục bán lại cho các tài xế ô tô với giá 200.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm nhanh và từ 600.000 đồng đến 650.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR các tài xế ô tô đã sử dụng phiếu xét nghiệm giả mua của Hải và Tú để đi qua các chốt kiểm dịch. Hành vi làm giả và sử dụng phiếu kết quả xét nghiệm của các đối tượng không chỉ vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự mà còn có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh và toàn quốc nói chung. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã thu hồi tăng vật vụ án, gồm một bộ máy tính, một dấu tròn của công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, một dấu thu tiền cùng nhiều tăng vật liên quan đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng, khẩn trương hoàn tất hồ sơ để đưa các đối tượng ra xử lý trước pháp luật. Người phụ nữ không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không giấy tờ, chạy xem máy từ quận 4 sang quận 1 để mua đồ cá nhân trong lúc giãn cách xã hội đã bị lập biên bản với các lỗi phạt là 2,6 triệu đồng. Bà Nguyễn Võ Uyên Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, quận Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Công an phường này đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị NTN, 35 tuổi, tạm trú quận 4 về các hành vi không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, giấy tờ xe, bằng lái xe. Công an phường đã tạm giữ phương tiện, lập biên bản và đề xuất Ủy ban Nhân dân phường Cầu Ông Lãnh xử phạt các hành vi trên với tổng mức phạt là 2,6 triệu đồng. Theo đó, khoảng 17 giờ 50 phút chiều ngày 9 tháng 8, Tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 quận nhất đang thực hiện nhiệm vụ trên đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh, thì phát hiện chị N chạy xe máy từ quận 4 sang quận 1, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang, nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Người này còn chở theo cháu gái phía sau có đeo khẩu trang nhưng cũng không đội mũ bảo hiểm. Thượng úy Đoàn Đức Hùng, chiến sĩ cảnh sát giao thông của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận nhất giải thích, chị ra đường phải đội mũ bảo hiểm. Ra đường đâu cần đội mũ bảo hiểm gì đâu, chạy xe đội mũ bảo hiểm làm gì anh? điều này không cần đội mũ bảo hiểm. đây là trong thành phố chứ không phải là ngoài thành. một cán bộ khác tại chốt hỏi tại sao chị không đeo khẩu trang? chị này nói tiếp khẩu trang treo ở đây nè nhưng cảm thấy ngập quá khó chịu. cán bộ này nói tiếp chị ra đường lây virus cho chị, chị lây cho bé thì sao? người phụ nữ đáp làm gì có virus đâu, nếu từ trước giờ đã có từ lâu rồi. sau đó thượng úy hùng đã mời công an phường cầu ông lãnh ra làm việc với chị nờ. Chị N tiếp tục thắc mắc với công an phường, em ra đường đi mua đồ cá nhân. Công an trả lời, ở quận 4 không bán sao chị phải ra quận 1 mua, thành phố hạn chế người ra đường trong 2 tuần rồi, lý do của chị không chính đáng. Công an đã thông hả? báo lỗi vi phạm của chị N và yêu cầu chị này ký vào biên bản, tuy nhiên chị này không chịu ký. Công an phường sau đó đã phải buộc chị N về phường để tiếp tục làm việc. Một người đàn ông tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng bị đề xuất xử phạt 7,5 triệu đồng vì ra khỏi nhà khi không cần thiết, vi phạm quy định giãn cách xã hội. Sáng nay, Công an phường Nại Hiên Đông cho biết đã phát hiện 17 trường hợp vi phạm công tác phòng chống dịch. Trong đó, lực lượng tham mưu Ủy ban Nhân dân phường xử lý 10 trường hợp, 7 trường hợp còn lại được lập hồ sơ trình cấp quận ra quyết định xử lý, mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng. Cụ thể, khoảng 9 giờ sáng ngày 9 tháng 8, Tổ tuần tra công an phường phát hiện ông CVT, chú tổ 86 phường Nại Hiên Đông, đang không ở đúng nơi cư trú. Tại trụ sở công an, ông T cho biết đã đi bộ sang nhà hàng xóm để nói chuyện và thừa nhận hành vi không chấp hành quy định phòng chống dịch của mình. Cạnh đó, công an phường cũng phát hiện trường hợp của ông LVQ, chú trung cư C2 nhà D, lợi dụng việc ra tàu bơm nước tràn nhưng không đúng giờ, đồng thời ông Quy còn tranh thủ cào chip chip để đi bán phát hiện anh NTH sinh năm 2003 mượn thẻ tình nguyện viên để ra đường thực hiện việc riêng, vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Đây là các hành vi ra đường khi không có lý do cần thiết, không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, trong khi Nại Hiên Đông là một trong năm phường thuộc quận Sơn Trà, đang thuộc diện phong tỏa cứng để cách ly y tế. Trong ngày 9 tháng 8, toàn thành phố Đà Nẵng đã xử phạt 31 trường hợp có hành vi vi phạm các biện pháp phòng chống dịch với số tiền là 208 triệu đồng. Từ ngày 18 tháng 6 đến nay, Đà Nẵng đã xử phạt 682 trường hợp với số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Hà Nội, có người xin xác nhận giấy đi đường vì ở nhà chán quá. Trốn khỏi khu cách ly tập trung, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng. Vụ bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ, thành phố Hồ Chí Minh xác định có dấu hiệu trục lợi. Cô gái bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch bị công an mời lên làm việc. Bắt tạm giam tiểu thương khai báo gian dối khi trở về từ vùng dịch Người phụ nữ không đeo khẩu trang ở quận 4 tiếp tục bị phạt tại quận nhất Bắt giam giám đốc VNPT huyện về hành vi bán dây cáp làm phế liệu Hà Nội, có người xin xác nhận giấy đi đường vì ở nhà chán quá. Trong quá trình xử lý hồ sơ có trường hợp là lao động tự do đến trụ sở Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, Hà Nội xin xác nhận giấy đi đường vì ở nhà chán quá. Trao đổi với phóng viên vào sáng nay, một cán bộ bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, sau một ngày Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra công văn 2562 về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội, cơ quan này đã xác nhận duyệt trực tiếp giấy đi đường cho hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn. Theo đơn vị này, công văn số 2562 về việc siết chặt cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội. Cơ quan này đã xác nhận duyệt trực tiếp giấy đi đường cho hơn 100 doanh nghiệp trên địa bàn. Đáng chú ý theo vị cán bộ này trong ngày 9 tháng 8 có trường hợp đến xin xác nhận giấy đi đường chỉ vì ở nhà chán quá. Khi được hỏi làm công việc gì thì người này trả lời là lao động tự do. Họ thấy cứ có thông báo yêu cầu xác nhận giấy đi đường là họ kéo đến mà không cần biết mình thuộc nhóm đối tượng nào. Khi không được xét duyệt giấy tờ, có người còn to tiếng Phía phường cũng chỉ biết tuyên truyền vận động để người dân hiểu và nắm rõ quy định của thành phố. Vị cán bộ này cho biết thêm. Trốn khỏi khu cách ly tập trung, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng. Hôm nay, Công an huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một thanh niên trốn khỏi khu cách ly tập trung. Trước đó vào tối ngày 8 tháng 8, tổ phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung tại trường mẫu giáo Đông Phú thuộc thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn kiểm tra việc chấp hành quy định cách ly tập trung đối với các trường hợp đang được cách ly tập trung tại đây. Qua kiểm tra, tổ phục vụ phát hiện NTR, sinh năm 1997, chú xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam không có mặt tại phòng. Đến 22 giờ cùng ngày, NTR đã tự giác quay trở lại cơ sở cách ly tập trung. Lực lượng chức năng tại đây đã tiến hành lập biên bản vụ việc và báo cáo đến cơ quan có thẩm quyền. Sau đó công an huyện Quế Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với NTR về hành vi tự ý rời khỏi cơ sở cách ly tập trung. Qua làm việc, NTR thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết chấp hành nghiêm biện pháp cách ly tập trung theo quy định. Công an huyện Quế Sơn đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với NTR, số tiền là 5 triệu đồng. Ngoài ra công an huyện Quế Sơn đã phối hợp với các địa phương nơi NTR đã từng đến và những người đã tiếp xúc với NTR trong thời gian trốn khỏi khu cách ly để lấy mẫu xét nghiệm cách ly theo dõi y tế. Vụ bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ, thành phố Hồ Chí Minh xác định có dấu hiệu trục lợi. Theo ông Nguyễn Đức Thọ, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố nhận định có một nhóm được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả nhưng có sự tương tác thật. Tại buổi họp báo về cung cấp thông tin phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, Tránh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Đức Thọ đã thông tin về vụ việc bác sĩ Trần Khoa rút ống thở của mẹ nhường cho sản phụ mang song thai. Theo ông Thọ, Sở đã làm việc với hai chủ tài khoản Facebook Nguyễn Đức Hiền và Hoàng Nguyên Vũ và xử phạt mỗi người 5 triệu đồng vì chia sẻ thông tin sai sự thật. Đề cập về dấu hiệu lừa đảo trong vụ việc, ông Thọ cho biết bước đầu, Sở nhận định có một nhóm được thành lập với sự tham gia của các tài khoản giả nhưng hoàn toàn có tương tác thật. Chúng tôi chưa xác định được danh tính của người sử dụng tài khoản Facebook Trần Khoa. Tuy nhiên, qua dữ liệu tổng hợp ban đầu, tài khoản này có tham gia một nhóm Facebook đăng tải nhiều câu chuyện không có thực và có tương tác với nhau, ông Thọ nhận định. Theo ông Thọ nhóm tự lập ra có những tài khoản giả mạo tham gia nhưng cố tình tương tác trao đổi với nhau trong nhóm để thành một tài khoản có thật, sống thật. Vẫn theo ông Nguyễn Đức Thọ ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Sở đã báo cáo với Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp xác định việc các tài khoản này có hành vi giả mạo để trục lợi trong việc hỗ trợ công tác phòng chống dịch tại thành phố. Trong những ngày tới thành phố sẽ phối hợp với các ngành cơ quan công an để xử lý các thông tin ảnh hưởng đến chính sách của ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 hoặc tạo sự hoang mang cho người dân. Ông Nguyễn Đức Thọ cho biết, tới đây sở sẽ còn mời những người liên quan đến làm việc về việc đăng tải thông tin giả, bác sĩ rút ống thở cứu sản phụ. Ông Thọ cũng khẳng định sở đang phối hợp với công an để tiếp tục điều tra xem nhóm nào đã dựng lên tin giả này để xử lý theo quy định. Ông Thọ cũng cho biết thêm, qua quá trình giả soát cho thấy có dấu hiệu nghi ngờ trục lợi trong vụ việc này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng vẫn phải giả soát thêm. Trước đó Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã khẳng định thông tin lan truyền về trường hợp một bác sĩ rút ống thở của cha mẹ nhưng máy thở cho mẹ con sản phụ là hư cấu. Sở Y tế đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguồn gốc bài đăng này để xử lý theo quy định của pháp luật. Cô gái bình luận xúc phạm lực lượng chống dịch bị công an mời lên làm việc. Công an Thành phố Cần Thơ đã mời làm việc đối với cô gái lên Facebook bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch. Sáng nay, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ đã làm việc với chị TTMC, 27 tuổi, ngụ xã Trường Long, huyện Phong Điền, về việc đăng tải bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch trên mạng xã hội Facebook. Theo Công an, C đã dùng Facebook cá nhân bình luận xúc phạm lực lượng phòng chống dịch với nội dung Phạt rồi tiền đó đi đâu rồi? Cảm ơn dịch để cho dễ kiếm tiền. Ngoài ra trong bình luận của C còn có một số nội dung xúc phạm khác. Qua làm việc với cơ quan công an, C đã thừa nhận việc sử dụng tài khoản Facebook cá nhân bình luận với nội dung trên, đồng thời cũng nhận thức được việc đăng tải thông tin như trên là không đúng. C đã viết bản cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bỏ các nội dung đã đăng tải lên Facebook. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ đang củng cố hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định. Bắt tạm giam tiểu thương khai báo gian dối khi trở về từ vùng dịch Hôm nay, công an huyện Đạ Tẻ, tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can bắt tạm giam Vũ Thị Thảo, 46 tuổi, ngụ huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắc, về hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Bị can Thảo là bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên được ghi nhận ở tỉnh Lâm Đồng, xuất viện vào hôm 3 tháng 8. Theo cảnh sát, bị can Thảo làm nghề buôn bán trái cây tại chợ Đầu Mối, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi chợ Đầu Mối đóng cửa ngày 26 tháng 7, bà Thảo cùng ông NMH đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện Đạ Tẻ. Do lo sợ bị cách ly tập trung nên khi đi qua chốt kiểm soát dịch Đạ Kho, huyện Đạ Tẻ, bà Thảo và ông NMH khai từ Lâm Phương, huyện Tân Phú, Đồng Nai về Đạ Tẻ. Khi được yêu cầu khai báo y tế, bị can Thảo vẫn gian dối khi khai mình từ huyện E Khan, huyện E Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắc đi về Đạ Tẻ. Đến ngày 19 tháng 6, tổ Covid-19 cộng đồng địa phương phát hiện bà Thảo và ông NMH ở thành phố Hồ Chí Minh trở về đã báo với chính quyền địa phương, cả hai được đưa đi cách ly đến ngày 2 tháng 7, nữ tiểu thương có kết quả dương tính với sars cov 2. Sau đó, nhiều f1 của bệnh nhân này cũng đã có kết quả dương tính với ncov gây ra ổ dịch đầu tiên tại tỉnh Lâm Đồng kể từ khi dịch covid 19 xuất hiện. Người phụ nữ không đeo khẩu trang ở quận 4 tiếp tục bị phạt tại quận 1. Hôm nay trao đổi với báo chí đại diện Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh quận Nhất thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã lập biên bản xử phạt bà NTN 33 tuổi, ngụ quận 4, số tiền 2,6 triệu đồng. Sao mình đi ra đường không đeo khẩu trang mà? sai đâu? Chị có đeo trên miệng hay không? anh ơi, sao là sao anh? Chị bố xuống xe xe Đi qua phường luôn. Phương tiện của người này đang bị công an phường Cầu Ông Lãnh tạm giữ, đại diện Ủy ban nhân dân nói. Trước đó vào chiều qua, tổ công tác công an quận Nhất lập chốt kiểm soát dịch tại giao lộ Nguyễn Thái Học, Trịnh Văn Cấn, phát hiện bà nờ chạy xe máy chở theo bé gái, không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang nên ra hiệu lệnh dừng xe. Ở với đi, sao đây chị. Chị, chị ơi, bây giờ chị có biết dịch bệnh như thế nào không? Anh ơi, em có nói với anh là đi mua đồ. Hả? Chị ngày nào chị Ô, vô 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 ngang vô ngang vô cũng vô đi ngang vô vô đi mua đồ Nhưng mà tao quy định là mình phải đeo khẩu trang. Rồi nó có hiểm của chị đâu. Còn lạnh ra hội lý sao? Ờ, chị sống ở đâu mà ra đường không, rồi, không rồi. Để, Để, là, đường có hẳn đây không có ra Mình phải đòi nóng bảo hiểm, mình chạy xem phải đòi nóng bảo hiểm Mình chạy xe nóng bảo hiểm làm gì vậy? Người phụ nữ này liên tục chống đối, không hợp tác với lực lượng chức năng. Chứ em, thứ nhất, thứ hai là, là đợi cái bây giờ đây, mình phải đeo khẩu trang vô. Ở đường này là đường không có cần phải đổi nóc bảo hiểm, đây là trong thành phố chứ không phải ở ngoài khi chị lưu không cho đó chị suy nghĩ đó chị nghĩ gì vậy em hỏi nè rồi sao chị không đeo khẩu trang khẩu trang ở đây nè nhưng mà em cảm thấy là không đeo chỉ là không đeo hay là đeo vô chị cảm thấy nó khó chịu đúng đúng rồi em cảm giác em khó chịu nhưng mà cái đó là ý thức cộng đồng chị bảo vệ cho cộng đồng chứ lợi chị lây lan dịch bệnh cho cộng đồng rồi sao cộng đồng nhưng mà em cảm thấy em ngợp thì anh cứ cảm thấy sao là chị lúc gì lúc gì đi, mình mình đi ra đường đúng em cảm thấy em đem rồi rồi nó lây virus cho chị chị lây cho cho lây cho cháu rồi sao đúng không có virus đâu sao chị biết có nếu mà từ trước giờ có thì đã có từ lâu rồi mà cũng đã tối, Mẹ, có nè chị coi nè không, không có gì đây không có gì em đeo em cảm nhận em thấy em ngợp em đeo không có được còn anh đeo anh cảm thấy anh đeo mà không ngợp anh cứ đeo thôi mình phải nói để cái sự ra tù tôi tôi có thấy virus đâu mà có thì có bệnh viện rồi tôi cảm thấy ngộp nên không đeo khẩu trang còn anh đeo không ngộp thì anh cứ đeo bà nờ phản ứng với lực lượng cầu vụ Tổ công tác công an quận Nhất đã liên hệ với công an phường cầu ông Lãnh đến hỗ trợ lập biên bản tạm giữ xe máy. Có chữ ký của người chứng kiến. Hôm 31 tháng 5, trong lúc đi mua đồ tại một cửa hàng tiện lợi trên đường Tôn Đản quận Tư, bà N cũng không đeo khẩu trang và cự cãi khi bị lực lượng chức năng lập biên bản. <laughs> tôi đã nói là không có dịch mà bắt trắng gì mấy người mấy người đó cũng trắng, bố ba là dân đâu mà tao nhận tao còn thấy bức xúc nữa chứ đừng nói bức xúc cái gì ừ. sao chưa biết có dịch? tôi nói không có dịch là không có dịch anh cứ nói anh như vậy tôi bảo đảm trên một trăm luôn á bảo đảm gì cả nước chống dịch hết mà nó không dịch cả nước là cái gì cả nước Việt Nam luôn không cần phải nói chuyện với anh Chà... Mình đi mới bỏ người Còn đi chứ mọi người đừng có gì mình. được Chết người ta đó. Dịch có hay không ta biết. Dịch mà dịch. Ta không có bệnh tắc, người ta vô. Không có dịch trong nhà nữa ta cấm đường, cấm gì hết vậy. Tại dùng cái kiến thức kia kìa. bị Ủy ban nhân dân phường 13 quận 4 xử phạt 2,3 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và gây rối trật tự công cộng bắt giam giám đốc VNPT huyện về hành vi bán dây cáp làm phế liệu. Mới đây, cơ quan công an cảnh sát điều tra huyện Đắc Minh, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1976, trú tại xã Đắk Lao, huyện Đắk Minh, giám đốc trung tâm viễn thông VNPT huyện Đắk Minh để điều tra làm rõ về hành vi tham ô tài sản. Thông tin được biết lợi dụng chủ trương thu hồi dây cáp đồng không còn sử dụng trên địa bàn huyện hàng năm, từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2021, Nguyễn Thanh Tùng đã thuê một số người dân trên địa bàn thực hiện việc thu hồi dây cáp đồng trên địa bàn huyện rồi trở về nhà bán cho tiệm phế liệu trên địa bàn thị trấn Đắc Min với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo cơ quan điều tra, việc thu hồi dây cáp đồng không sử dụng là chủ trương của VNPT tỉnh Đắk Nông và được triển khai đồng loạt trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị thực hiện phải thu hồi, chuyển toàn bộ các đồng thu được về kho VNPT của tỉnh hoặc thuê kho bãi tập kết, sau đó chuyển về kho và thực hiện quy trình bán đấu giá theo quy định. Số tiền bán được sẽ nộp vào tài khoản của Tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi thuê người thu hồi, Tùng đã không thực hiện theo quy định mà tự ý bán phế liệu lấy tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắc Minh đang củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ để xử lý Nguyễn Thanh Tùng theo quy định của pháp luật. Cầm mũ cối làm loạn chốt kiểm dịch, cụ ông khiến netizen bức xúc. Hát karaoke tai viện trong lúc giãn cách xã hội, 8 người bị phạt 117,5 triệu đồng. Cảnh sát giao thông cho tiền đưa người đàn ông 60 tuổi đau chân lên bệnh viện. Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân phản đối phương phát phiếu chỉ định phải mua hàng ở Bách Hóa Xanh. Thực hư thông tin làm như người ta là tù nhân ở khu phong tỏa phòng chống Covid-19. Cầm mũ cối làm loạn chốt kiểm dịch, cụ ông khiến netizen bức xúc. Mới đây đoạn clip ghi lại cảnh một cụ ông khoảng 90 tuổi cầm mũ cối đánh công an ở chốt kiểm dịch đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo clip ghi lại, cụ ông đi xe đạp điện bị chốt kiểm dịch giữ lại do vi phạm chỉ thị giãn cách. Thay vì chấp hành, cụ lại cầm mũ cối liên tục giơ tay đánh về phía công an, buông lời chủi tực tiễu tại chốt kiểm dịch. Đoạn clip cụ ông đánh công an được đăng tải lên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao bàn tán mặc dù đã được người dân xung quanh cố gắng khuyên bảo nhưng cụ ông này vẫn không hợp tác liên tục dùng những từ ngữ thô tục chửi bới lực lượng chức năng ngay sau khi được đăng tải đoàn clip đã khiến cho nhiều người bất ngờ vừa bức xúc trước hành vi vi phạm quy định giãn cách và chống đối người thi hành công vụ của ông cụ này cuối cùng lực lượng chức năng đã phải khống chế ông cụ hiện sự việc vẫn đang được cư dân mạng dần dần chia sẻ và bình luận bàn tán Trước đó trên mạng xã hội từng xuất hiện trường hợp tương tự, đoạn clip này ghi lại cảnh một cụ ông đang phản ứng gay gắt, có hành động phản kháng lại đồng chí công an khi được yêu cầu tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Theo đó, cụ ông ra đường không đeo khẩu trang, đồng chí công an phát hiện và đã yêu cầu cụ ông đeo khẩu trang vào thì liên tục gặp phải phản ứng gay gắt. Cụ ông còn cầm chiếc mũ cối dơ ra phía trước và bắt đầu nặng lời đe dọa đồng chí công an quát lớn. Chứng kiến sự việc, nhiều người dân vô cùng bức xúc và cho rằng cụ ông làm như vậy là hoàn toàn sai. Hát karaoke tai viện trong lúc giãn cách xã hội, 8 người bị phạt 117,5 triệu đồng. Liên quan đến vụ chủ quán karaoke không phép ở Bình Định, cho một nhóm nam thanh nữ tú đến tụ tập hát hò cùng dàn tay vịn trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16, có 8 người đã bị phạt với tổng số tiền là 117,5 triệu đồng. Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc Thuận, sinh năm 1989, ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, chủ một quán karaoke không phép ở đường Bình Định. Cùng 7 khách hát karaoke về hành vi không thực hiện quy định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo đó, ông Trần Ngọc Thuận bị phạt 20 triệu đồng. Trong 7 khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền là 15 triệu đồng mỗi người. Một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy trong vụ việc nêu trên có 8 trường hợp bị phạt tổng cộng là 117,5 triệu đồng. Trước đó vào khoảng 20 giờ tối ngày 26 tháng 7, công an thị xã An Nhơn phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke không tên không có giấy phép hoạt động do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên gồm 4 nam ở huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định và 3 nữ ăn mặc mát mẻ đang cùng hát karaoke nhậu nhẹt trong một phòng. Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, quán bar, vũ trường, game, massage. Riêng phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo tìm hiểu của phóng viên, ba cô gái cùng hát với nhóm bốn thanh niên nói trên sinh sống bằng nghề tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn thị xã An Nhơn khi có nhu cầu. Cảnh sát giao thông cho tiền đưa người đàn ông 60 tuổi đau chân lên bệnh viện. Thấy người đàn ông lớn tuổi đi bộ khó nhọc trên quốc lộ, cảnh sát giao thông đã mời vào chốt kiểm soát, giúp đỡ và đưa ông đi bệnh viện. Sáng nay, tại chốt kiểm soát ở giao lộ quốc lộ 1A và khu công nghiệp Sóng Thần, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông hàng xanh, thuộc phòng cảnh sát giao thông PC08 công an thành phố Hồ Chí Minh đã thấy một người đàn ông lớn tuổi đang đi bộ khó nhọc giữa quốc lộ hướng về thành phố Thủ Đức. Lúc này thiếu tá Võ Thành Tài, phó đội trưởng đội tuyên truyền điều tra, giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông của PC08 được tăng cường đã chạy đến đỡ người đàn ông này vào chốt để nghỉ ngơi. Tại đây ông NVC 60 tuổi, quê ở Thái Bình cho biết, ông bị đau chân rất nặng, đã trên đường đến bệnh viện thành phố Thủ Đức để điều trị, nhưng do không có tiền đi xe nên ông đành đi bộ. Đồng cảm với hoàn cảnh của ông C, thiếu tá Tài đã hỏi ông C rằng ông cần bao nhiêu tiền để mua thuốc thì ông C xua tay bảo tiền đã có bảo hiểm lo rồi và ông chìa ra tấm thẻ bảo hiểm y tế của mình. Tuy nhiên, thiếu tá Tài vẫn lấy tiền trong túi gửi ông C 500.000 đồng để lo cơm nước. Lúc đó tôi cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ biết rằng mình phải giúp một người đáng tuổi cha tuổi chú của mình trong những lúc khó khăn. Nghĩ ông cũng giống như người thân của mình thôi, thiếu tá Tài kể. Tổ công tác tại chốt cũng không quên dặn ông C cất tiền vào túi, cẩn thận đeo nón bảo hiểm cho ông. Thiếu tá Tài cũng lấy khẩu trang mới cho ông C, đeo cho ông một bao tay y tế và cử một cảnh sát giao thông cùng một dân quân tự vệ dùng xe mô tô đặc chủng đưa ông C đến bệnh viện an toàn. Theo Phó đội trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông PC08, trong một tuần qua, tại chốt kiểm soát này, Tổ công tác đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nhiều trường hợp người dân khó khăn đi ngang qua. Có người xin cơm ăn, có người xin tiền đi xe, được cảnh sát giao thông giúp đỡ bằng tình cảm giữa người với người. Cũng ngay trong sáng nay, thiếu tá Võ Thành Tài cũng cho biết một người đàn ông khác xin tiền đi xe về huyện Nhà Bè. Người đàn ông này cho biết ông đã đi bộ từ thành phố Thủ Dầu Một Bình Dương từ đêm qua, mãi đến sáng nay mới đến tới thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đã đi hết nổi. Thiếu tá Tài nói, thời điểm dịch bệnh thế này, ai cũng sẽ gặp khó khăn cả. Mình giúp được ai thì mình cứ giúp thôi, chứ không nghĩ gì nhiều. Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân phản đối phường phát phiếu chỉ định phải mua hàng ở Bách Hóa Xanh. Mới đây, nhiều người dân ở khu phố 11, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bức xúc trước việc Ủy ban nhân dân phường phát phiếu mua thực phẩm thiết yếu, chỉ định ghi rõ mua tại cửa hàng Bách hóa xanh. Ông Dũng, người dân sống tại khu phố 14 cho biết, khoảng một tuần nay, Ủy ban nhân dân phường 11 phát phiếu mua thực phẩm thiết yếu cho người dân, trên phiếu ghi rõ mua hàng ở cửa hàng Bách hóa xanh. Việc này khiến cho nhiều người rất bức xúc vì cho rằng chỉ định của phường làm khó người dân. Một người dân bức xúc bởi thông tin gần đây, bách hóa xanh mua bán lung tung, là một việc, nhưng theo tôi là môi trường bách hóa xanh rất nhỏ, đông người, lỡ có dịch bệnh thì phải làm sao? Thứ hai, mặt hàng của bách hóa xanh thì không đa dạng. Ví dụ Cốp Mát có một điểm có từ 8.000 đến 10.000 mặt hàng, còn bách hóa xanh thì chỉ bằng 1 phần 3 đến 1 phần 5 bên đó thôi, ông Dũng nói. Theo ông Dũng trước đây, Ủy ban Nhân dân phường 11 phát phiếu mua thực phẩm cho người dân, nhưng không có mục mua ở đâu, địa chỉ nào. Nếu nơi nào tiện lợi, người dân cảm thấy hài lòng yên tâm thì có quyền được đến chọn mua khi chỗ này đông người thì họ có thể đến điểm bán hàng khác để mua hàng ông dũng cho rằng nhiều người cũng có thói quen mua hàng ở địa chỉ quen thuộc khi họ bước vào có thể đến ngay quầy thực phẩm đồ dùng cần mua mà không mất nhiều thời gian tìm kiếm vào đến mình biết bán cái gì chỗ nào mình mua rồi ra luôn còn bây giờ ở một chỗ mà hồi nào đến giờ chưa đến thì tôi không biết tìm cái gì ở đâu buộc phải ở lâu trong đó thì nguy cơ lây bệnh lại tăng cao ông dũng nói Ông Dũng thắc mắc vì sao gần nơi sinh sống có cả Vinmart, Copmart mà phường lại chỉ định vào bách hóa xanh mua hàng. Ngoài ra, phiếu ghi rõ tên tuổi, nơi ở nhưng chỉ có mỗi mã vạch, trong khi phiếu phát lần trước đóng dấu của Ủy ban Nhân dân phường nên khiến nhiều người nghi ngờ. Tôi đã hỏi tổ trưởng khu phố và công an khu vực nhưng chưa nhận được câu trả lời. Trao đổi về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường 11 quận Gò Vấp cho biết, phiếu mua hàng này đang thực hiện thí điểm dựa trên sức chứa của các chợ, cửa hàng, tiện lợi, siêu thị, rồi từ đó phân bổ cho người dân đến các địa chỉ này để mua hàng để tránh tình trạng tập trung đông người. Trong phiếu mua hàng ghi cụ thể là nơi đến, thời gian và gửi đến các hộ gia đình đang thực hiện thí điểm với Sở Công Thương Thành phố, bà Hương thông tin. Trước thông tin phản ánh về việc cửa hàng bách hóa xanh nhỏ hẹp, ít mặc hàng để lựa chọn cho người dân, bà Hương cho rằng Do đang trong quá trình thực hiện thí điểm nên những gì khó khăn vướng mắc thì sẽ tháo gỡ. Còn qua một thời gian thực hiện mà thấy không hiệu quả thì mình ngưng không thực hiện thí điểm nữa, bà Hương cho biết. Thực hư thông tin làm như người ta là tù nhân ở khu phong tỏa phòng chống Covid-19. Dù đã có quy định về giờ giấc đưa hàng hóa vào cho người dân trong khu vực phong tỏa nhưng có những trường hợp không thực hiện đúng rồi lên mạng xã hội đăng tải bình luận có tính chất xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Sáng nay, một lãnh đạo Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đắk Lắc cho biết đã nắm thông tin mà mạng xã hội đăng tải liên quan đến khu vực phong tỏa chống COVID-19 trên đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Theo vị này, các đơn vị liên quan đang làm rõ bản chất sự việc. Theo đó, đơn vị sẽ xem xét vụ việc, nếu đủ căn cứ thì sẽ xử lý theo quy định. Theo ông Huỳnh Thanh Hương, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thắng Lợi, khu vực phong tỏa phòng chống Covid-19 trên đường Nguyễn Đức Cảnh có 33 hộ với 120 nhân khẩu. Lực lượng chức năng đã thông báo tới từng hộ dân về quy định đưa hàng hóa đến các gia đình đang phong tỏa là buổi sáng trước 8 giờ, buổi trưa trước 11 giờ, còn buổi chiều trước 17 giờ. Trừ các trường hợp đưa thuốc men vào chữa bệnh còn không thể cứ đưa tới giờ nào là bắt lực lượng chức năng đưa vào lúc đó vì mỗi lần vào khu vực y tế cách ly là phải thay một bộ đồ bảo hộ y tế. Ông Hương giải thích Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thắng Lợi cho biết, có trường hợp đưa hàng hóa tới muộn, lực lượng chức năng không kịp đưa vào là người dân phản ánh ngay. Phường cũng đề nghị cơ quan chức năng làm rõ, chứ việc đăng tải trên mạng xã hội như vậy là không phù hợp. Cũng có thể ở đâu đó, cách trao đổi của anh em làm nhiệm vụ nhiều khi chưa hài hòa. Tuy nhiên, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ có khó thì cũng vì bảo vệ sức khỏe cho người dân ở khu cách ly, ông Hương cho biết. Trước đó, một tài khoản Facebook được cho là chủ một doanh nghiệp đã đăng tải nội dung Đề nghị lãnh đạo phường thắng lợi chỉ đạo những đồng chí canh khu cách ly đường Nguyễn Hữu Cảnh, sau khi đăng tải một số tài khoản Facebook được cho là có liên quan đến khu vực cách ly này đã vào bình luận với những lời lẽ thiếu chuẩn mực. Sau đó nội dung này đã được xóa, nhưng một trang Facebook có lượng theo dõi lớn ở Đắk Lắk đã chụp lại bài viết và các bài bình luận rồi đăng tải lại thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến bình luận đều bày tỏ sự bức xúc với những lời lẽ xúc phạm và chỉ ra những khó khăn vất vả của lực lượng làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, bản tin an ninh trật tự của chúng tôi đến đây là kết thúc. Quý vị và các bạn có thông tin cần chia sẻ, mong hãy gửi cho chúng tôi thông qua phần bình luận. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên nhiều tỉnh thành. Quỳnh Anh xin kính chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe. Đặc biệt gửi lời chia sẻ động viên đến những địa phương đang phải giãn cách, những ai đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.